Xin chào các bạn. Mình mới vừa về tới nhà. Bây giờ là 10 giờ 40 phút rồi. Mình đã tưới bông xong hết rồi. Thì bữa nay mình tưới hơi trễ. Tại sao? Thì nãy ở ngoài trời nó hơi tối. Mình muốn vào trong đây để cho nó sáng hơn, nó rõ ràng hơn. Thì mình sẽ nói rõ hơn cái lý do tại sao mà mình lại về trễ và tại sao mình lại tưới bông và tưới rau trễ như vậy. Thì mình sẽ kể lại đầu đuôi cho các bạn nghe. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đi tắm cho nó mát, thay đồ cho nó sạch sẽ, xong rồi ngồi xuống để tâm sự với các bạn, kể cho các bạn nghe những việc mà mình đã làm ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi tắm và sẽ không có mặc gì cả, nên mình sẽ che lại những cái hình ảnh nhạy cảm này. Ok, che lại khúc này. Mình đã cảm thấy thoải mái hơn rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video này nha. Xin chào các bạn. Lời nói đầu tiên thì mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, kênh chia sẻ về cuộc sống sinh hoạt của cá nhân mình ở bên Mỹ. Thì hôm nay mình về trễ thì cái lý do mình về trễ là thứ nhất là mình đi làm về, mình ghé nhà của anh Năm mình để mình lấy thư cho anh. Thư là thư gửi, thư mà có cái hòm thư. Thì trong trước lúc anh về Việt Nam thì anh có nhờ mình khoảng vài bữa thì ghé lấy thư cho anh. Sau đó thì mình ghé nhà cậu, mình tính ghé để mình lấy ăn cơm thôi, tại vì mình ăn đồ ăn ở ngoài cũng ngán nên mình muốn ghé đó để mình ăn cơm xong mình đi về thôi. Nhưng mà mình ghé ở đó thì mình gặp anh mình đang làm cái vàng bầu, nên mình đã sẵn thì có cái camera đó nên mình đã quay lại. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh mà mình đã quay được tại nhà của cậu mình. Thì mình ở đó mình coi anh mình làm, coi cậu mình làm, xong rồi ăn cơm, nói chuyện rồi xong về là trễ rồi. Nhưng mà mình chưa kịp tưới bông tưới rau gì hết á, cả ngày luôn, nên mình cũng tranh thủ để mình tưới. Đó là lý do tại sao mà mình lại trễ như vậy mà vẫn phải tưới, tại vì nguyên cả một ngày trời không có mưa mà lại nắng nóng nữa, nên nếu không tưới thì cũng tội cho mấy cái cây bông của mình. Bây giờ các bạn cùng theo dõi cái video này nha. Rồi, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở nhà của cậu Bảy. Mình mới vừa ghé nhà cậu Bảy. Thì mình ghé đây để xin cơm. Chiều đi làm về thì ghé đây để ăn cơm tối. Nhưng mà hình như mình thấy anh mình đang đóng cái dàn bầu ngoài sau á, nên bây giờ mình sẽ ra ngoài đó để mình coi anh mình làm gì đó, sẵn tiện thì quay lại để chia sẻ với các bạn nha.
hiện tại bây giờ anh hai với lại cậu mình đang đóng cái dàn bầu á, thì mình ghé đây mình chơi sẵn tiện thì thấy mấy người đang làm á thì mình sẽ quay lại để mình chia sẻ cho các bạn. Đây là cái dàn bầu mà đóng theo kiểu Mỹ nè, không có giống dàn bầu Việt Nam đâu, nó rất là cứng cáp. Mình phải đóng, anh mình đã làm trong khoảng mấy ngày liền rồi á, thì mỗi ngày đi làm về thì mình làm một chút chứ mình không có thời gian để mình làm, chỉ có buổi chiều đi làm về thì mình mới có thời gian thôi. Làm cũng mấy bữa, cứ sáng chạy ra làm xem. Chưa còn đổ trên. À quên. Nay mới 18 cây chứ hả con? Hay mấy cây mẹ con mới về hả? Có tháng sau là 10 cây, tháng 8 rồi. Dữ vậy? Còn ba con với cậu Tư thì về trước 28 cây rồi. Kia sáng dược là tập. Hai kia cái đầu ấy thì nó yếu vậy. Hai tay cái này nó mới nhanh. 10 rồi nè, cái này cũng... Hết pin rồi. Hết pin rồi. Vậy mà hồi xưa nó để đem vô xả. Khoan 2 triệu bển. Lâu lắm còn cậu 50 cút. Ồ, cũng ngay dữ chứ. Thấy bắt đầu đã thăm đó. Ồ, có phải chuyển cây 24 nha. Ồ. Có cái thằng nhí sao mua, sao cái thang này ngon. Ừ, thang ngon vậy. Dạ. Nó nhẹ hơn cái của mình. Ồ, đồ mắc tiền nữa. Cái này em mua trong... Có cô ấy gì vậy? Dạ, dạ. Có chừng xích ra. Để cái cục nó đó. Cục xì á. Lấy đưa mẹ con. Từ bên ấy nhưng mà... đó. Dàn bầu của Mỹ thấy cũng sợ luôn. Khác dàn bầu Việt Nam nhiều. Chứ đây là... đâu có trà trơn còn chỉ là giá. Mỹ thật là đơn nhiều quá vậy. Cái dàn bầu cũng có sợ. Con thấy mà đóng kiểu này mình làm cái giống như cái cái mà để đi ra cái máy hiên cũng được, che đồ ở ngay chỗ cái patio đó. Ừ, cái ống lên một cái giống vậy nè, nó kêu là cái pergola rồi. Nó giống vậy không anh? Anh cũng coi cái đó anh làm theo không? Điều đó chắc chắn giờ còn khoan cái lỗ đó nữa là xong. Nay có ba nhà ba chị. Nẹp cái này vô để cho nó vuông góc ha Sơn ha, cho cái lỗ nó ngay ha. Ừ, tại mình khoan khúc dài vậy nè. Rồi mà mình chỉ lên chỉ xuống chỉ qua chỉ lại á, cái nó ra nó không ngay cái phía bên kia. Dạ. Yeah. Giống như mình kê cái này giống như mình chịu cho nó ngay ở trước. À. Mình có cái cây để mình nẹp nó lại nè, cái cây này nè để mình nẹp nó lại. Ờ. Dạ, để con đưa.
Tôi muốn đem cái này vô. Phải nẹp tới 3-4 cây được ha. Nẹp trên đây, nẹp đây nữa. Ừ, tại sao quá. 3 cây. Mày có chừng cái mạc đi vô. Một người không có làm gì hết mà đứng chơi không à. Đứng quay vậy thôi chứ không có tác dụng gì ở đây hết á. Nhờ cái hang của nhí cho mà mới làm được á. Bây giờ mình leo xuống. Nãy giờ mình quay ở trên đây nè, nguyên cái vàng này nó như vậy nè. Mai mốt anh hai mình tính trồng bầu ở đây nè. Bầu hay là bí hay là mấy cây dây leo gì ở đây cũng được. Mai mốt mình bắt trước anh mình làm cái nhà. Thấy anh làm ngon quá. Bữa con mua mấy cái dây con tính dần á mà nó đâu có được gì đâu. Gần tới nè. Nó cái mũi khoan sắp quạch tới bên kia nè. Dạ. Lần nữa tới. Đó, qua không? Nó lủng qua bên kia nè. Ở dưới cũng xong rồi hả con? Hai lỗ. Cậu mình với anh mình phải dùng mấy cái nẹp nè. Mấy cái này tiếng Việt nó kêu là gì cậu ấy? Nó có tên tiếng Việt không ạ? Mấy cái cây này. Chắc kêu một cái nẹp luôn hả? Mình cũng không biết. Còn cái đồ mà bên Việt Nam mà nguyên cái cục bự mà mình để Ê tô. Dạ. Cái này cũng giống vậy nhưng mà nó nhỏ gọn hơn. Dạ. Để mình khoan nó không có bị lệch cái lỗ khoan của mình. Mình đi thẳng luôn. Bây giờ là mình chỉ còn khoan một trụ nữa là xong thôi. Ba cái góc bên kia thì mình khoan lỗ mình đóng vô xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn một góc nữa là coi như là xong cái vàng này. Phải nói xéo xéo tại vì mình để camera nó xéo á. Chắc là ngày mai mình sẽ gắn cái miếng này bên hông. Cái này mà giống như mình đóng vậy cái mai mốt có cái gì nó lê hôm nay đẹp lắm. Cây đồ á. Cái này không biết, hình như con chọn cái này nó hơi nhỏ. Tại muốn treo lại chứ có cái lỗ nó để xiên này nè. Mà cái lỗ nó bự hơn. Đây. Nhưng mà cái này khó thấy hơn. Ừ cũng khó thấy lắm anh. Mình đứng càng xa càng khó thấy. Đúng rồi. Tại nó đang nó chéo mắt mình lắm. Ừ. Nhưng mà cái lỗ này là lỗ nhỏ với lại lỗ vuông. Dạ. Còn có loại nó làm lỗ chéo kìa nè. À cái cây nó xiên không? Nhưng mà cái lỗ bự hơn. Mà thì chẳng giờ một cái chuyện hai khăn thì dưới này con cắt đi tới dưới này thì con ra rọt lòng đó dưới rọt lòng này thì cắt nó vô. Thì nó tính là nó thật vô nắng luôn vậy khi nhậu 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 tính đóng thêm cái đằng kia nữa hả? Đây là đằng kia. Ừ cái hồi sau nó bự hơn mà làm cái nhỏ trước để biết có kinh nghiệm. Cái này đóng như nó bị chặt mấy cái á, phải sửa lại tưởng hư rồi. Hôm bữa nào thay đóng á, kêu qua em coi. Ừ, coi để mày có tập đóng luôn. Tại phải canh cho nó vuông nữa. Cũng phụ nhưng mà chủ yếu là qua để học cách đóng. Nhiều khi canh đo hết trơn mà để lên đóng có vuông. Dạ. Mình có dùng cái đo mà đo giống như chỉ của mấy ông thợ hồ á. Mình thấy nước không? Thấy cái gì cậu Ba Nông á. Đo mấy cái văn cái này cái văn qua bên kia vậy. Thả nó xuống hay sao á. Ví dụ như cái chỉ nó mà nó in vô á thì giống như nó song song. Cái cây này với cây bên kia. Ừ. Thì
thì cái đầu này với đầu kia, xong rồi lấy cây ở giữa đó, nếu mà nó song song với hai đầu á, nó sẽ in cái phấn của cái dây đó. Còn nóng bên là giống như nó bị thọc vô trong vậy. Cái này bữa tại không, mình biết làm được nhưng mà điều tại dụng cụ của mình không ngon, bị bữa đầu tiên đó ba với con đo cân thể á, cái ống nhỏ quá nó không nhảy, thấy không, phải nó không nhảy. Cái ống nhỏ chứ mà nó nhảy nó thì cân thể con bị đầu này cao này kêu thấp á, mình phải làm cho nó bằng với nhau á. Thành ra tao với hai mẹ con cứ làm đồng thủy với ống thủy. Bằng luôn. Bằng bây giờ cũng sắp tối rồi, mình đóng coi như cũng xong bán chiếc trụ rồi. Bây giờ mình dọn bớt đồ vô. Bữa cậu mình nói là mình phải đo mấy cái gốc nè, tại vì cái đất của mình không có bằng á. Có khúc thì nó cao, có khúc thì nó thấp á, mình phải đo cho mấy cây trụ nó đều với nhau á. Một cái chân thì mình phải đào sâu, còn một cái chân mình phải đào cạn, bởi vì mình phải dùng cái thước dây để mình canh á, coi nó vuông góc hay sợ nó ngã tiếp luôn. Cái camera mình nó bị ngã, bây giờ mình nói lại nha, nói tiếp là mình phải dùng cái thước dây á để mình canh cho nó, cho giống như nó song song vậy. Bây giờ mình thấy cái nhà nó ngang, nhưng mà thật ra có chỗ thì nó cao, có chỗ thì nó thấp ở dưới á, nhưng mà khi mà mình đóng nó lên á thì nó sẽ bằng ở trên. Còn ở dưới thì sẽ có cái trụ mình sẽ chôn sâu, còn cái trụ mình sẽ chôn nó cạn. Lấy thủy, chỗ này đá cái chỗ cao chỗ thấp theo. Dạ. Nhưng mà giờ đó mình đắp cái cây đó nó phải ngang rồi, tức là còn phải lấy thủy từ chỗ này tới đây cho dạ. Nó đồng cái mực với nhau. Dạ. Nó mới bằng. Chứ không thôi mà con lấy theo mặt đất thì chỗ cao chỗ thấp sao? Dạ. Này cũng phải cân thủy. Dạ. Cân thủy là cậu bảy nói thủy là thủy ngân hay sao? Nước thôi con. Nước. Dạ. Tức là mực nước từ chỗ này tới mực nước này thì hai mực nước nó bằng nhau, nó sẽ song song, nó bằng nhau. Dạ. Nó không cao không thấp. Dạ. Còn đất nó sẽ cao thấp chứ không. Dạ. Còn mà mực nước nữa, trong cái ống nước dùng, mình dùng cái thước này mình đo hay là không phải, thì thước này cũng phần mà nó không chính xác làm. Dạ. Thước này nó có cũng có ống thủy này, nó đo vậy là nếu ngay chính giữa là nó ngang phải không, song. Dạ. Song nghe. Dạ. Cái bong bóng nè ngay. Dạ. Chính giữa. Nhưng mà nó không có chính xác bằng cái sợi dây nha. À có sợi dây này dây thủy nó không biết. Cái này mình cậu ấy chế đó. Ra hay là giống như nó có anh vậy? Anh hai đi mua. Nha. Chế nước vô nè. Dạ. Thấy không? Rồi thí dụ như đầu này con để con làm dấu ở cây cột này, rồi con kéo cái đầu lên kia mà thấy ngang mực nước, tức là nó song song nhau. Dạ. Bất kể mặt đất làm sao nhưng mà con lấy theo cái hai mực nước này tức là nó ngang con, nha. Con biết rồi. Dạ con biết rồi. Thì nó phải này, dài bây giờ con kéo lại đầu nào nhưng mà hãy hai cái mực nước này mà con lấy dạch hai mực nước này tức là nó ngang nha. Dạ. Chứ không? Lấy thủy nước này. Chứ không thôi con mà con cứ đo từ dưới đất lên thì chỗ cao chỗ thấp. Đâu bạn. Nước này là mình lấy nước trong nước cái dầu sen của mình à, thấy không cần nước đặc biệt của nó. Không, nước này cũng nước nào cũng được. Dạ. Nước mình xài nè. Để con biết hai mực nước này nếu mà giờ con kéo lên kéo xuống một hồi làm sao á nó cũng bằng. Dạ. Thì cái này nguyên tắc hay này quá. Đơn giản là cái này ai làm mà thợ này chứ cái nữa. Dạ. Chứ cỡ nếu mà mình không biết thì cứ mình đóng đại rồi nó xéo xẹo. Mấy cái đồ này để đâu anh hai? À cứ quăng hết vô cái thùng đó hả? Dạ.
luôn hả? Dạ, cái vừa nó là vừa cái chân luôn. Mà ví dụ như chỗ nào lấy á, mình có thể mẻ cong á được. Nó bám vô, nó dưới cây được. Ủa, nay không dùng cái GoPro nữa hả? Cũng có, nhưng mà giống như từ trường hợp em muốn quay cái gì đó, anh có gắn GoPro. Ví dụ như anh quay cái cố định á, anh gắn lên xe. À, nó quay cái xe ra hành trình vậy. Chứ tại vì cái GoPro nó rung dữ lắm. Dạ. Là cái âm thanh nó thu cho nó cũng không rõ nữa. Dạ. Nó không rõ bằng cái camera này. Bây giờ thì công việc cũng xong rồi, anh với cậu mình làm xong hết rồi, mình ghé đây cũng chỉ để coi thôi à. Bây giờ thì dọn dẹp đồ xong hết rồi, bây giờ mọi người vô trong nhà để ăn cơm. Thì khi nào mà cái vàng bầu của anh mình trồng xong á, mình sẽ quay lại để mình chia sẻ cho các bạn coi. Thì anh mình có cái ý tưởng rất là hay, làm cái vàng nhưng mà sẽ trồng xung quanh á, chứ mình không có trồng thêm mấy gốc. Sau đó cho mấy cái cây nó leo lên trên cái vàng. Bây giờ hình dung ra cũng khó lắm, nhưng mà chắc cỡ vài tuần hoặc là một tháng hai tháng gì nữa, khi mà cái cây nó trồng lên rồi á, thì có dịp mình sẽ quay mình chia sẻ với các bạn cái vàng bầu của anh mình. Còn bây giờ thì vô trong ăn cơm nha. Bữa nay mình đi ăn ké. Hôm nay chỉ qua lấy cơm buổi sáng thôi à. Còn bữa nay thì mình ghé mình ăn cơm buổi tối luôn. Bà bãi mình nấu cơm rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ chờ anh hai đi tắm xong rồi xuống ăn cơm chung luôn. Có cậu M7 nữa. M7 mới đem ra mấy cái chén bắp nè, bắp nấu á. Nhưng mà không phải là chè, nhưng mà M7 nói là hồi xưa người ta bán, người ta hay gói trong cái lá chuối á, xong rồi có cái muỗng bằng cái hình như bằng cái cọng lá chuối luôn hay sao á, cái phần cứng của nó dùng để làm cái muỗng để mình múc với cái chuối nấu này nè. Trong đó có đậu phộng với lại dừa bào, dừa nạo. Thì hồi xưa mẹ mình hay đi chợ, mẹ mình hay mua về để ăn sáng á, thay vì mình ăn bánh mì hay là ăn xôi thì mua cái bắp này nè, nó gói trong một cái tờ lá chuối, rồi xong rồi có cột thêm cái muỗng bằng lá chuối nữa, mình ăn. Thì chút xíu nữa mình ăn cơm xong mình sẽ ăn thử cái này. Còn bây giờ thì chắc cũng không có quay gì hết á, mình chỉ tách mấy cây lan ở đây thôi, nên mình sẽ quay lại mấy cái lan của cậu mình cho các bạn xem. Đây là mấy cái lan. Cái cây này cậu mình nói là nó cứ ra bông hoài luôn à. Thế mà cái bông này tàn, nó sẽ mọc ra cái nụ bông mới, nó ra tiếp luôn. Từng ngắn này là mỗi lần nó ra bông ấy, nó ra xong cái nó tàn xong nó lại chạy thêm một cái ngắn nữa, nó ra nghe cậu của mình kể là từ lúc mua tới giờ nó ra hơn một năm rồi mà nó cứ ra bông riết vậy, cứ tàn cái này nó ra cái khác, tàn cái này nó ra cái khác. Đó. Cái cây nó dài chưa, còn mấy cây này nữa nè. Thằng kia cũng có mấy cây. Mà cái loại này là trồng giống như nó sẽ, mình tưới nó bằng cách là bỏ cùng nước đá lên trên cái gốc của nó đó. Không có ngay nó, nhưng mà cái nước đá nó sẽ nhiễu xuống. Nó có tên gọi là cái gì cho cái đó nè. Đây mình tìm không có thấy. Em gì đó? Nó tập gì cho nó. Rồi em cũng phải cậu ăn từng miếng ăn.
Cảm ơn. Để ăn rồi, để ăn rồi. Để ăn rồi. Còn xanh để chờ cắt. Dạ. Đây. Cái con mà ở bên Việt Nam mà giống như con ruồi thì nó nhỏ nhỏ mà cái con mà nó xanh xanh này lằn xanh. Kêu là lằn xanh. Nhưng mà nó cũng giống như nó cũng đẻ trứng như là ruồi vậy không? Cũng vậy, con ấu trùng của nó cũng là con dòi vậy. Dạ. Còn gì? Bắp hay cơm? Chắc còn cơm á, bắp thì cơm hả? Vậy lấy cái chén là bấy cơm, bấy cơm em. Có gì à? Bây giờ mình ghé nhà cậu Bảy để mình ké cơm tối. Không có ba mẹ ké ở đây. Ké gì con hả? Của cậu mà, cậu mở con cứ ăn có gì đâu con. Nhiều khi dạ. Con không có ấy nấu nướng được. Thì mình chia sẻ các bạn vậy thôi chứ lúc ăn thì mình không quay lại nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn sau ha. Mình đến nhà cậu của mình. Giống như mình lấy giấy nhám mình chài á thì cái độ dưới là cái miếng giấy nhám nhưng mà nó chỉ để là đánh đánh bóng thôi. Còn cái lưỡi mà giống như cái lưỡi cắt ba nói thì mình thay cái gì vô cũng được á, đúng không? Hay lưỡi cưa vô cũng được, thôi cục đá mài mài. Con ống nó không vô. Nó không vô. Còn mấy kia chùi bóng hoặc là đánh bóng gỗ rồi thấy bán cũng nhiều lắm, như có mấy chục đồng mà không biết nó xài sao, thấy không? Có cây nó bán 30-40 đồng có cây nó bán 90-100 đồng có, mà mình không biết nó làm không dễ sao, không biết dám mua gì vậy, tính mua về đánh bóng mấy cái bàn đó, giống như mấy cây ngoài sau á, mấy cái mẫn gì dầm á, nó đâu có ấy đâu mà trầm á, cầm tay không nó sốc cái dầm á, mà tại chạy cũng là chạy như chạy với nhám nữa mà. Mà có cái đó chà cho nó láng chứ nhiều khi mình bắt lên tỉnh rồi mình á mấy cái đầu nó đổ láng đâu, mình tạt nước lên mà mình thấy nước nó thấm vô á thì được. Dạ. Còn nước mình nó chạy ra đó, là tại vì nó còn dầu trong á thì á mình sơn lên á xong rồi dầu nó trong cái sau này nó làm dập sơn á, nó không có dính sơn cũng mang. Dạ. Mang sơn thì như mà chúng mình coi cái này kia lên mạng rồi coi á thì nó nói tụi này tụi kia nói vậy thôi, nó để nhúc khoảng một tháng. Mà mình có thời gian mình đâu cần sơn liền nữa, mình cứ đóng lên vậy đi rồi để đó tháng hai tháng vậy cũng được. Không, nhưng mà tính là mình á nguyên cái cây dài á để sẵn dưới, thấy không? Mình lấy cỡ bự mình quẹt. Vậy là nó đều hết luôn, nó đều hết luôn. Còn giờ mình đóng lên có nhiều khi nó bị khuất ở trong á, mình không sơn vô trong. Rồi nó gốc này gốc kia khó quẹt lắm mà. Như lại lúc mà nó tan kèo lên kèo nảy dưới. Có còn lăn rồi gì á, lăn cái nó lẹ. Bởi vì mua tính mua sơn mua cỏ để một đống mà tính về sơn, nhưng mà cái còi nó sơn không được. Cho nên nó không sơn. Cái loại đó mình lấy cái gì mình xịt nó được đó, giống như kiểu mà sơn phun vậy. Mình có cái máy bự vậy, cái phun như thấy tụi nó lẹ. Có đứa nó thì nó sơn thổ tươi cũng được. Yeah. Con nhưng mà điều có nước là bị gì này nó đang xử lý thành ra nó không chùm sơn. Có đứa nó nó bỏ vô cái bình xịt, giống mình xịt mình tưới cây vậy. Cái nó để nào cái nó sạch sao. Mà anh không biết cái đó, anh mua cái loại ở trong cái hồng mới. Yeah. Xong cái mua cỏ. Không, không em ra cái vàng nè, cái vàng đó hả? Bốn cái gốc á. Anh đóng xuống 30 anh á. Sâu vậy nè. Sâu vậy. Cả thước tay. Tại vì nó nói á, cái đường Fast Line của khu ở đường Fast Line ở Ohio, Cincy Ohio của mình là phải là 32 á. 32 là giống như là cái mức cao nhất luôn á. Là 32 anh. Là phải đổ chứ 32 tại vì á, nhiều khi mùa đông nó lạnh á, cái nó đóng băng. Càng lạnh á, nó đóng băng càng sâu. Mà nó đóng băng nó giống như nước đá nó đóng băng nó nở ra kính nó nở, nếu mà mình cho cái trụ hấp đi. Yeah. Mà nó đóng băng dưới đây á cái nó nở cái nó nâng nguyên cái vàng của mình lên, mà nó nâng lên á mà nó nâng lên cái cơ lên cơ xuống á mà có cái lên có cái nó không lên á cái nó hư của mình. Yeah. Cho nên nó nói là
phải đào xuống. Cái khu của mình phải đào xuống 32 lên. Mình cũng mới khoan có 30 bình. Ờ, khoan có 30 bình rồi, mốc rồi. Mà đất dưới cứng quá. Mà giống như 32 inch là giống như là giống như nó coi cái mùa lạnh kỷ lục của mình luôn á, là 32 inch thôi là lạnh lắm đó. Nó mới xuống tới 32 inch là 32 inch là an toàn á. Nhưng mà cái này cũng đâu cần lắm đâu. Mỹ nó cũng tính kỹ chứ, nghiên cứu vậy. Mà anh hai cũng hay, anh hai coi trên mạng cách nó làm. À, cũng coi thấy. Có thể sạc để thí người theo dừng ở này làm bốn sáng còn đỡ còn lại như thế nào. Thôi chắc con đi về. Thôi con về cậu cứ ngồi nghỉ. Cậu cũng ngủ. Cảm ơn sao mày, cảm ơn anh. Nó có gì đâu, chơi. Có gì đâu con. Bữa nào anh mảnh qua chơi nha. Bữa nào anh có làm đóng cái gì qua đó, có nếu muốn phụ kia qua phụ. Xong kia đem mấy cái mũi khoan, nhà em cũng có hai cái máy luôn á. Hai cái máy khoan, cái gì đem qua. Ở đây cũng có được. Dạ. Con gì nữa đi. Có gì á, thiếu thốn gì chạy qua nghe con. Dạ. Gọi là ăn uống gì con cũng lo. Cho mở bãi con, cậu để mở bãi con ở nhà đang lo cơm nước rồi này kia, rưỡi rái rồi này kia, thấy thành sáng sáng chạy qua sớm xíu ăn cơm. Dạ. Mình ra mở bãi con không có đi làm đâu. Thôi sáng này ngủ quên, không có qua lấy đâu. Đi gọi xe 17 kêu bãi bỏ tủ lạnh nhìn. Sáng thì đi cũng bị kẹt xe ngoài xa lộ ngay chỗ đường 75 đó, nó đóng đường. Nó đóng ngay chỗ trước cái xích 15, 16 thì vô được, nhưng mà nó đóng chỗ đó bởi vì xe nó bị kẹt, nó kẹt. À, bữa chủ nhật, Nghi làm gì thấy chiếc xe ở trái không? Dạ không, ở đâu khúc nào? Anh xích số mấy? Anh nghĩ trên 50, như vậy 50 phải không? Như khoảng 52 hay 54 gì? À, em đi thì tới 49 em quẹo vô để qua 71 á, 71 xong cái quẹo vô. Còn như đi 71 hả? Cũng đi được, cũng đi được vô tiệm. Và đi 50 cũng được. Mà sáng này em thấy bởi vì kẹt á, em không có vô 71. Thì xe nó kẹt á. Với 50 mà chạy đi khúc 50 nó cũng có xe đụng ngay chứ. Cũng bị kẹt luôn, đường nào cũng kẹt. Hay accident cái nó đóng đường là nó bắt mình đi ngõ khác. Dạ. Còn mấy giống như nó chỉ đóng một cái len đó thôi, nhưng mà tại vì xe nó gặp cảnh sát á, nó chạy chậm bởi vì nó cứ kẹt khúc đó thôi, mà mình qua được khúc đó rồi cái mình chạy nhanh được. Và bây giờ mình đi về. Ăn cơm nước xong rồi đi về. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Thì mình chúc tất cả các bạn, tất cả mọi người luôn được nhiều sức khỏe, luôn được nhiều niềm vui, và nhất là luôn cảm thấy bình an trong cuộc sống và trong tất cả mọi việc luôn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.